Sơn xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình Chào đón cả nhà. Mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Tiju. Hôm nay Tisu mời cả nhà mình sẽ đi chợ Cẩm Sình cùng với Tisu ha. Hồi đó giờ Tisu quay ở chợ Cẩm Sình này rất là nhiều lần rồi, mà cứ mỗi lần mình đi để xe là mình hay để bên lề đường á, mà mình không biết là trong chợ này có cái chỗ gửi xe. Nên hôm nay Tisu quay cái chỗ gửi xe cho cô chú anh chị các bạn mình xem ha, để khi nào mình ghé chợ Cẩm Sình này thì mình gửi cái xe cho nó chắc ăn rồi mới đi vô chợ ha. Đây là chỗ giữ xe này cả nhà mình thấy không, bên hông cái căn nhà màu vàng này nè, đó ngay góc này ha. Đường này là đường Ngô Quyền, đối diện đây đó là mình gửi xe vô đây rồi mình yên tâm mình đi chợ ha. Đây là cá mực của mấy chợ bên chị bên chợ bán nè, ngon chưa? Giờ này chắc bán mở hàng nhiều rồi chị ha. Này là da cá gì đó mình mới lột, da cá bà hòm đúng không? Bà giấy. Ủa mực đó hôm nay nhiêu ký chị? Cũng rẻ ha, 180 rẻ. Làm luôn ha, 180. Bên chợ Cẩm Sình này dễ mua hải sản lắm cô chú anh chị các bạn. Cảm ơn chị nha. Mọi người hay hỏi Tisu là về Phan Thiết mua chỗ nào đóng hải sản thì chợ Cẩm Sình cũng là một trong những cái địa chỉ mà Tisu hay giới thiệu với cô chú anh chị các bạn, ngoài chợ lớn với chợ Phú Thủy. Tại thật sự ra mà mình đi ra làng chài Mũi Né hay đi ra bãi trước bãi sau mình mua hải sản á, thì mình ra để mình xem mình chụp hình thôi, chứ còn mua ở đó thì họ cũng đóng thùng. Nhưng mà nếu mình về chợ mình mua thì nó cũng có nhiều loại lắm hả, để mình có thể tham khảo nè. Ở này có ghim bên này là hàng cá này cả nhà, cá phèn. Hôm nay Tisu đi chợ mua con vịt, đi mua vịt ghe nên là sẵn quay chia sẻ cùng cô chú anh chị và các bạn. Đây là chỗ bán đây này lột tôm hả? Tôm cái chả, cái chả Phan Thiết. Chả Phan Thiết chả gì chị? Cái nhầm cá hảo, tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn. 100.000 một ký. Cái gì có 100.000 dễ vậy? Bởi vì cá cô nhà làm mà có biển em. Dạ. Đây là gỡ tôm này cả nhà mình. Đi qua hàng phút thôi gái. Ở bên kia đối diện xéo xéo có bán bánh căn ra nhà, lát nữa qua đó ăn bánh căn nha. Đây là góc chợ, mọi người đi chợ này mỗi ha, mua chợ. Dạ làm YouTube ạ. Đây cá, cá nhồng đây ngồi làm cá. Cái 365.000. Cá nhồng. Cái này, ủa cái này cá gì? Cá nhái gì? Cá nhái, cả nhà mình. 60.000 một con cá nhái đó. Ồ, còn bên này là làm cá sạch là đóng vô bị luôn nè. Đó, cô chú anh chị các bạn có thể ra đây mua rồi nhờ họ làm, họ bỏ vô bị cho nè, mình qua đây mình coi. Đây mình có thể mua hải sản rồi đây họ làm sạch, họ có những cái túi zip như gì nè, rất là sạch sẽ, rửa sạch luôn. Này là cá gì đây anh? Cá thu. À, một con này là ba ký rồi mua thùng cái làm sạch sẽ, rửa sạch sẽ vậy nè. Nên cô chú anh chị các bạn cần chi đâu mà đi ra ngoài kia họ nó xa, mình vô đây mình mua làm sạch như vậy. Này cá thu nhiêu ký cô? 200 nguyên con ở cả nhà mình. 600 đó. Dạ, 600 đóng cái thùng gửi đi Sài Gòn hay gửi đâu cũng được. Đó, bên này thu nữa nè. Cấu em đấu lấy cho chị đó, con má thu nhỏ luôn à. Cá này cũng đóng thùng đi luôn hả chị? Cháo cháo hả chị phải không? Cháo hôm nay nhiêu chị? 70. Cô chú anh chị các bạn có mua thì ghé chỗ chị này mua nè, đóng thùng bỏ túi zip làm sạch sẽ gì đem vô Sài Gòn hoặc về miền Tây thì nó hơi lâu. Sài Gòn thì vừa.
Ở đây đóng miền Tây luôn hả? Ủa gọi cho chị thì chị có đóng không? Đóng chưa. Cho em số đi nè, gương mặt chị đẹp lên nè. Cho em số điện thoại đi, cười không à, em nói thiệt bộ. Tại mấy chị hay hỏi em mà nhờ đóng hàng hải sản đi giùm mà em không bao giờ em làm được. Nhưng mà ra đây thì chị cho em số đi. Hãy, em nói thiệt mà. 034 666 9 hả? 444. Ủa số kỳ vậy? 034 rồi. 666 666 9 444. Ừ 10 số rồi. Ok chị. Nha cả nhà, chị này ngồi ngay góc cảnh sình nè. Chị này bán cá đóng thùng rửa sạch sẽ. Một cái địa chỉ mà Tí Xô nghĩ là khách hàng đang mua mà đóng hàng sạch như vậy thì cô chú anh chị các bạn có thể tin tưởng. Mình gọi điện cho chị hoặc là gọi qua Zalo hay Facebook gì đó hả chị ha. Rồi xong rồi coi cá gì rồi đóng thùng chị gửi xe vô cho Sài Gòn cho mình mua mình ăn cho nó ngon. Đây nè, Tí Xô quay bên cá bên này nữa nè. Cá này. Này cá bò giấy à. Cá thu cạo nè. Cá cháo. Một thùng này rồi thùng cá kia riêng nữa hả? Cá kia vô thùng này đâu có đủ ha. Này một thùng riêng á cả nhà mình. 600 với cái cá này là 600, cái thùng 30 với đá 10 ngàn nữa là 640 tiền ship mà đi một thùng này vô trong Sài Gòn thì chắc khoảng chừng 30-40 ngàn nữa thôi, có nghĩa là 700 ngàn. Nhưng mà được cá biển tươi ngon, ok. Nói chung là để show quay chia sẻ giới thiệu cùng cả nhà mình nha, rồi xong cái mình coi cái nào được phù hợp thì mình lựa chọn mình mua. Cảm ơn anh nhiều nha. Rồi giờ đi ra tiếp tục cả nhà mình. Cái gì cá nè. Cái cá nè. Là 9 giờ sáng nha cô chú anh chị các bạn. Đó, Tí Xô qua đây. Bây giờ có quay bằng một quay lại quay. Chị ơi, mình có dịch ghê không? Ê, dịch ghê hết
chờ chút nữa như cá là chị à, giờ này còn có 4 con nữa chưa làm lên. À, lát nữa có hả? Khoảng mấy phút nữa thì có. Không biết nữa, đây làm gì vậy anh? Chú đi làm ở đây đâu vậy? Chú đi làm ở đây đâu? Là chỗ bán dịch. Giờ chú phải chơi giờ này hết rồi còn gì còn được nữa không? 10 phút. Ủa dịch ghe mình bán nguyên con hay bán nửa con gì? Nguyên con. Để cho em nửa con đi, nửa con có bộ lòng á. Đấy là hết gì? Chờ, em chờ, nửa tiếng sau cũng được. À, em đi ăn sáng rồi em quay lại em lấy nha. Dạ, dịch ghe. Này dịch trắng. Dịch trắng. Dịch ghe ăn ở đây bán cả nhà mình thấy làm sạch sẽ, cắt từng khúc một miếng miếng nè, về rồi bán mình ăn. Ví dụ như tisu ăn có hai mẹ con ăn thì nửa con vịt thôi thì mua nửa con vịt về ăn. Chứ mua nguyên con để qua ngày ăn nó lại không ngon. Đó, cả nhà mình thấy cái miếng thịt cắt đã không? Tối qua tisu đi ăn một cái miếng mì quảng, một tô mì quảng vịt, cái miếng vịt bằng cái miếng chỉ đang cắt là 40.000. Ủa, nửa con vịt này nhiêu tiền chị? Nửa con này 115. Ồ, 115 mà bán miếng ớt là 40.000. Ăn hả chờ, ăn xong đi, nó đau bụng quá trời luôn. Đau bụng là đau bụng, đau bụng là cái tiền nó mất nha, chứ không phải nấu không hợp vệ sinh rồi ta tháo được. Nè, cô chú anh chị các bạn ha, thấy đầy mùa nha. Vậy cho em nửa con vịt đó với cho em cái bộ lòng bên này được không? Thì nửa con chút nữa đó, cái thế đi làm ha, nó lấy bộ lòng đó rồi cho em thêm bộ lòng này nữa nha. Để cho em bộ lòng đó nha. Rồi em đưa tiền trước em quay lại. Không á, đưa tiền đâu? Ấy là đưa tiền hồi quay lại lắm. Lắm em đi luôn sao? Đây em đưa. Hả? Để đó hả? Đây nè. Nửa con nhiêu tiền chị? Nửa con vịt ghe nhiêu tiền? Rồi em đưa 100 nè. Cầm đi em thôi. Không phải, em phải đưa tiền để em nhớ em lại em lấy hàng chứ em dặn em đi luôn á. Rồi em cảm ơn nha. Con còn lấy bộ lòng nữa. Bộ lòng lấy nữa thiếu đưa thêm nha. Rồi giờ đi chợ tiếp. Bao nhiêu này? Ủa nửa con đó nhiêu tiền chị? 115. Trời ơi quá trời rẻ luôn. Về nấu gì chú? Vịt kho gần hả? Chơi gì? Vịt nấu xả ớt hả? Ừ, lấy rai hả chú hay ăn cơm? Cơm. À, cả nhà thấy chú mùi vịt không? Đang kiếm tiền. Dạ. Chúc chú ăn ngon miệng nha. Con đi đây, bên này là một cái góc chợ nữa nè cả nhà mình. Một vạt dài ở phía trên luôn cả nhà. Đi lên ha. Đi này xong rồi quành về ăn sáng rồi quay lại lấy vịt. Thì xô ăn sáng thành ra ăn trưa luôn. Ngày ăn có 2 buổi. Đỡ tốn tiền ha cả nhà mình ha. 15.000 ký cá mồi cả nhà mình. Rẻ không? Quá trời rẻ luôn. Bên này cá nữa nè. Bên này là rau hành cả nhà. Qua đây có phơi cá nè, phơi cá khô nè. Đây ạ. Này cá gì phơi vậy chị? Cá tầm bậy tầm bạ chị là cá kỹ, cá chích, cá tầm linh. À, này phơi ăn hay bán? À, phơi ngày em ăn vậy à. Ngon quá ha. Cả nhà mình thấy phơi khay cá khô nè. Thì cái này em tẩm không có ớt nhiều, cái này cho mấy đứa nhỏ ăn, em tẩm vừa vừa à. Mấy đứa em tẩm ớt đỏ đẹp á. Ừ, gì là thấy quá đẹp rồi còn gì nữa. Em cũng có bán mà lỡ bạn mày mở cho mấy đứa nhỏ trong đó nó hớt cá đâu. Dạ. Dạ. Bận sao vào cá nhiều em có bán nữa. Dạ. Làm ăn không à. Hả? Cả nhà mình thấy ngon ha. Dạ đúng rồi.
Ủa rồi phơi ở đây luôn hả chị? Điện cho nắp nhà chị. À chứ chứ ở đây thì nó bụi lắm. À. Ở đây xi rồi chạy sao rồi dạ. Bụi bắt. À. Liên nắp nhà để nắp nhà. Dạ rồi cảm ơn chị. Cá ngon quá trời. Ê, bên này là cá làm nữa này, bên này cá đục này. Wow, nguyên trên này nguyên một dãy cá luôn. Dạ, tôm này 28. Dạ, xin lỗi nha. Tôm này 28. 28 ngàn. Đây mắng cầu này cả nhà mình. Mắng cầu quê nè. Mắng cầu nhà quê nè. Cái dữ. Mắng cầu. Đi lên tiếp này nha, thấy mọi người đứng gì trên này đông vui quá nè, mình đi lên nữa. Đây coi chị này làm mực nè cả nhà, cho em quay cái làm mực chút nha chị. À, ở đây làm mực. Mực này nhiêu cái chị? 250. 250 cả nhà. Mua xong cái chị làm sạch luôn gì nè. À, thì Sư thấy ví dụ như mình ở Sài Gòn hay tỉnh nào mà ở gần Phan Thiết mà gửi xe đi được á, mình đóng một thùng hải sản cuối tuần mua cái rửa sạch sẽ giống như hồi nãy đầu video clip á, xong mình đóng thùng ướp đá bỏ vô ăn cho nó sạch, cho nó khỏi ủ thuốc ủ đồ. Rồi cảm ơn chị nhiều nha, tay đẹp quá trời luôn á, bàn tay có giá trị ghê luôn. Ở đây là cá ghim này cả nhà mình, nắng quá đi không có đội nón, định là đi ăn sáng thôi nhưng mà qua thấy nhiều cái hay và hấp dẫn quá. À, mình đi qua. Quá, xe này xe Charlie Cucu nè. À, hồi xưa Tisu đi học mã dài đi Charlie. Này mực giá hả chị? 120 ngàn. 130 chị ạ. À. Ủa 130 hả? Cái này rửa sạch rồi nấu thôi chứ đâu có làm gì hả? Dạ rửa sạch nấu thôi à. Ngon lắm cả nhà, hôm bữa Tisu đi Đà Lạt ăn cái này á. Nấu lẩu trời ăn nó giòn giòn sực sực ngon lắm. Con nhỏ mới ngon, con lớn không ngon hả? Không, người ta thích ăn con nhỏ, người ta luộc dầu. Luộc dầu là làm sao? Mình đổ dầu vô mình luộc thôi. À. Con luôn đó. Còn lớn thì mình để xào để đi. Ủa cái này mình bỏ phải bỏ muối vô cho nó bớt nhớt chứ hả? Trời ơi, người ta bỏ nhớt chỉ rửa nước rồi luộc dầu thôi ha. À cảm ơn nha. Ai, mình đi xuống dưới này nữa nha cô chú anh chị các bạn. Này bán dưa leo với đậu phộng nè. Trên này là nhiều quá hàng á. Cá giờ này có nhiều lúc lưới giờ này họ gỡ lên cũng tươi ngon lắm. Đó, mực này nè. Mực này là mực ngon nè, mực tươi nè. Nhìn nó vậy, ôi trời, mình đứng che bóng rồi. Nhìn nó vậy cho mà nó xịt cái túi mực ra nè mà. Cá mực. Rồi, cả nhà mình thấy không? Béo tươi ngon. Mực. 75 ăn nữa không? 70 lấy. Có 2 kg hả? Lấy 2 kg. Mấy kg? 1 kg hả? Cá nục 70. Ngày ngang qua hàng bánh căn mình thấy đông quá trời mình không có vô. Bây giờ mình thấy hết đông rồi mình vô. Dạ ăn bánh căn. Mời cả nhà ăn sáng với Tisu nha, đi vòng vòng nãy giờ mới ăn sáng. Mình có trứng sống không gì? Dạ, cho em bánh trứng sống đi. 5 cặp. Ngồi đây ăn bánh căn. Hỏi
nhìn đường phố. Đây, cả nhà mình thấy không? Xin phép dừng lại cái video clip này ở đây ha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tisu. Mọi người nhớ bình luận vào bên dưới xem thử bánh căn ở đây có ngon không ha. Bánh căn nè. Đây. Nhìn có hấp dẫn không cả nhà mình? Kính chúc tất cả cô chú anh chị các bạn sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.